Mới đây, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022 với chủ đề Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững trong bối cảnh đô thị hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nằm trong khuôn khổ sự kiện trên, thì Tập đoàn Điện Quang và Tập đoàn Metropoli cũng chính thức bắt tay thành lập Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh tại Việt Nam. Đây là bước ngoặt lớn phù hợp với định hướng xây dựng đô thị Việt Nam nhằm trao đổi và xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn cho phát triển đô thị thông minh. Trong bối cảnh khái niệm về thành phố đô thị thông minh vẫn chưa được định hình cụ thể, dẫn đến sự thiếu thống nhất khiến bức tranh tổng thể về đô thị Việt Nam còn thiếu nhất quán. Theo đó, Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh tại Việt Nam, Việt Nam Smart City Consortium được thành lập sẽ tạo ra một đầu não tập trung phát triển đô thị thông minh toàn diện tại Việt Nam. Trên cơ sở liên minh với các đối tác quốc tế có tiềm lực về kỹ thuật công nghệ, Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh tại Việt Nam sẽ đưa ra các chiến lược vĩ mô mang tầm nhìn bền vững cho thiết kế và xây dựng công trình, dự án đô thị tương lai của Việt Nam. Chúng tôi đã dành 7 năm qua để nghiên cứu, thấu hiểu tình hình phát triển tại từng địa phương về nhu cầu để xây dựng mô hình chiến lược phù hợp cho 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Việc hợp tác với công ty Điện Quang là rất tuyệt vời và thú vị đối với chúng tôi. Điện Quang không chỉ là một công ty chiếu sáng, hơn thế nữa, khi hợp tác với Metropoli, Điện Quang định vị là đơn vị cung cấp các giải pháp để có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng thành phố thông minh của các thành phố, các địa phương trong tương lai. Với nền tảng là một nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng thì chúng tôi có một cái giải pháp liên quan. Hiện nay gần đây Điện Quang chuyển mình trở thành một đơn vị cung cấp các giải pháp về công nghệ, thì chúng tôi có cung cấp những giải pháp về chiếu sáng toàn diện và điều khiển thông minh cho các đô thị thông minh. Đó là cái phần đóng góp của chúng tôi. Trên nền tảng chúng tôi có những cái IoT platform, nghĩa là những cái nền tảng về IoT có kết hợp vào trong việc cung cấp những cái giải pháp, ví dụ như liên quan tới cho chiếu sáng đường phố thông minh. Đó là những nền tảng mà chúng tôi sẽ đóng góp vào trong cái liên minh này, cũng như là xây dựng những cái đô thị thông minh cho Việt Nam. Sự kiện thành lập Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh tại Việt Nam còn là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn hiện thực hóa công cuộc kiến tạo các đô thị Việt, ứng dụng công nghệ tự động hóa, nghiên cứu sáng tạo để cho ra đời các hệ thống giải pháp thông minh hiện đại dành cho người Việt.